Đây hình ảnh mới nhất được cho là sáng ngày hôm nay, sáng ngày 18 tháng 6, sư Minh Tuệ đi khất thực. Là đây là bắt gặp được một hình ảnh rất là đẹp của một em đã đi cúng dường cho sư Minh Tuệ. Và theo như sự chia sẻ của người dân nơi đây thì sáng nay sư hơi buồn bã. Và hiện nay thì đối với cái cốc tu thì vẫn chưa có thông tin gì. Điều này khiến cho sự lo lắng của biết bao nhiêu người. Mặc dù thì hiện nay sư đi khất thực không còn tất cả mọi người đeo bám như ngày xưa nữa. Sư vẫn đi trong im lặng. Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin mới nhất về sư Minh Tuệ cũng như là cuộc hành trình tu khổ hạnh Đầu Đà và sư đang ẩn tu để cập nhật chia sẻ với tất cả quý ông bà và anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là hình ảnh về cái cốc tu thứ hai của sư Minh Tuệ. Và sáng ngày hôm nay thì sư Minh Tuệ đã rời cốc tu này đi tới một cốc tu khác. Bởi vì sư Minh Tuệ không ở một nơi quá 3 ngày. Chính vì thế mà sư Minh Tuệ ngày đây mai đó. Cho nên là sáng ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị về cuộc hành trình khất thực mới, cũng như là cập nhật cho tất cả quý vị về nơi ở mới của sư Minh Tuệ. Theo như một số thông tin chia sẻ mới nhất về những hình ảnh của sư Minh Tuệ sáng nay đi khất thực là khuôn mặt rất là buồn bã. Dường như là sức khỏe của sư Minh Tuệ có một vấn đề gì đó nên là khuôn mặt sư rất là buồn. Hiện nay thì vẫn chưa định hình được là sư Minh Tuệ sẽ khất thực xong về ẩn tu ở chỗ nào. Đây hình ảnh mới nhất được cho là sáng ngày hôm nay, sáng ngày 18 tháng 6, sư Minh Tuệ đi khất thực. Là đây là bắt gặp được một hình ảnh rất là đẹp của một em đã đi cúng dường cho sư Minh Tuệ. Và theo như sự chia sẻ của người dân nơi đây thì sáng nay sư hơi buồn bã. Và hiện nay thì đối với cái cốc tu thì vẫn chưa có thông tin gì. Điều này khiến cho sự lo lắng của biết bao nhiêu người. Mặc dù thì hiện nay sư đi khất thực không còn tất cả mọi người đeo bám như ngày xưa nữa. Sư vẫn đi trong im lặng. Đây là những hình ảnh đẹp của sư mà bản tin ngày hôm nay muốn cập nhật để chia sẻ với tất cả quý ông bà và anh chị em Phật tử để có thể biết được, cập nhật theo dõi thông tin hàng ngày của sư Minh Tuệ. Có lẽ sắp tới vào mùa mưa, mùa kiết hạ, cho nên là sư chỉ đi khất thực xung quanh ở những ngôi làng nhỏ và những người dân sẽ không có mang tính hiếu kỳ, không còn tụ tập. Và không biết vì sao sư buồn. Buồn vì bố mẹ sư bị quấy rầy hay là buồn chuyện gì thì mình còn chưa rõ. Sẽ tiếp tục cập nhật để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Và mình cũng tin chắc rằng đối với sư thầy Minh Tuệ, nếu như có ở bất cứ ở nơi đâu, chỗ nào đi nữa, thì người dân nơi đó cũng sẽ khoan hỷ và sẽ làm một cái láng, một cái cốc nhỏ nhỏ để cho sư ẩn tu trong vài ngày. Bởi vì đây là hành nguyện của sư, không ở quá 3 ngày. Thì hôm nay sư ở cốc này, mai sư ở cốc khác, như vậy cho đến khi hết mùa mưa. Sau khi hết mùa mưa xong thì sư mới bắt đầu đi hạnh bộ là xuyên suốt trong quá trình vài ngày. Quay trở lại với vị sư được cho gọi là sư rừng gọi mà video trước có chia sẻ cập nhật với quý vị. Quý ông bà và anh chị em là vị sư này đến chỗ của sư Minh Tuệ trong cốc tu đó, ngồi đúng ngay chỗ sư Minh Tuệ. Rồi người này đến nhà của bố mẹ sư Minh Tuệ ở lại gọi là ăn dầm mới về. Thì tối ngày hôm qua vị sư này cũng đã bằng một cách nào đó tối ngày hôm qua lại lên một cái video clip là để mà thanh minh thanh nga. Nhưng mà mọi người có tin hay không với những gì mà người này chia sẻ thì thật sự đáng là lo ngại cho bố mẹ của sư Minh Tuệ. Theo như thông tin tìm hiểu thì vị sư này nói là khoan hỷ, không có chấp gì những người đã lên nói xấu cái vị này, cũng như là bố mẹ sư là rất là khoan hỷ. Nhưng mà mọi người đang lo lắng là phía đằng sau của vị sư này, theo như được tìm hiểu là có một số ekip đã dàn dựng kịch bản rất là hẳn hoi. Cho nên là mọi người khi mà tìm hiểu thì cảm thấy rất là lo lắng cho bố mẹ của sư Minh Tuệ nếu như vị sư này ở trong nhà của sư Minh Tuệ. Mặc dù là
Vị sư này được cho là đến coi như là ở để mà chữa bệnh gì đó cho bố mẹ của sư Minh Tuệ. Nhưng mà sự tìm hiểu trước đó thì vị sư này có biệt hiệu là sư Rừng Gọi, thì cũng đã có đăng một số bài viết, thì một số bài viết này thì cũng đã lên phản bác lại về cái việc mà sự tu tập của sư Minh Tuệ là nó không đúng. Và mọi người cũng đã thấy là tối ngày hôm qua, vị sư này cũng không còn mặc đồ giống như là sư Minh Tuệ nữa, tức là mặc đồ mặc y phán tảo không còn nữa, mà mặc cái bộ đồ giống như là một nhà sư bình thường. Vậy thì người ta đã tìm hiểu thì người ta sợ là người này làm một điều gì đó đối với bố mẹ của sư Minh Tuệ, bởi vì là theo như sự chia sẻ, người này cũng đã thanh minh thanh nga rồi. Nhưng mà qua quá trình tìm hiểu trước đó của nhiều người thì cho là vị sư này có cả một ekip, có cả kịch bản dựng sẵn sàng để mà hẳn hoi, để mà diễn. Thì không biết cái thông tin này thật hay là không, mặc dù hiện nay là đã bị tất cả mọi người trên cộng đồng mạng nhìn thấy và đã cũng như là phan trần rồi. Đây là một cái bài viết được cho là của sư Rừng Gọi Cát Tiên mà có chủ đề. Thì đây được cho là bài viết để mà phản ánh lại những điều mà sư Minh Tuệ gọi là tu tập không đúng. Thì cũng xin cập nhật đến tất cả quý ông bà và anh chị em mình được biết được rõ là bài viết này có nguyên văn là như thế này: những cái sai của ngài Minh Tuệ trong mắt ai? Một, ngài Minh Tuệ không phải là nhà sư được giáo hội Phật giáo công nhận mà lại nhận đồ cúng dường. Đó là thứ nhất. Thứ hai là ngài Minh Tuệ không phải là nhà sư mà lại lấy pháp danh họ thích. Thứ ba là ngài Minh Tuệ là cơ hội khiến cho người ta cãi nhau, chỉ trích, chia rẽ nhau. Thứ tư là ngài Minh Tuệ tu không tạo ra của cải, không mua sắm góp phần trăm tăng trưởng GDP của đất nước, sống ích kỷ, chỉ tu cho mình. Thứ năm, ngài Tuệ Minh tu ép sát, kiết già, tọa thiền nhiều giờ trong ngày, ăn ngày một bữa ăn chay đơn giản, có khi là nhịn ăn cả tuần, nghĩa là đã đi sai con đường trung đạo của Phật Tuệ Đức. Đây là một cái bài viết không biết là có phải là của Tuệ Đức hay không, nhưng mà ở dưới là có ký danh Tuệ Đức. Và cái fanpage này có phải là của Tuệ Đức hay không, xin quý ông bà và anh chị em chúng ta nên nhận biết rõ. Bởi vì ở trên không gian mạng có nhiều thông tin đa chiều, nhưng mà theo như tìm hiểu thì được cho là cái trang fanpage này là của vị sư Tuệ Đức. Tuệ Đức tức là vị sư Rừng Gọi, là hiện tại đang ở trong nhà của bố mẹ của sư Minh Tuệ. Như vậy thì có quá nguy hiểm hay không, thưa quý ông bà và anh chị em? Theo như mình có xem đoạn clip phân trần của vị sư gọi là Rừng Gọi với pháp danh là Tuệ Đức, thì cũng có nhiều cái bài phản biện với sư Minh Tuệ. Nhưng không hiểu vì sao thì lại đột nhiên hiện nay đang ở trong nhà của sư Minh Tuệ. Và theo như sự chia sẻ của vị sư Rừng Gọi này, thì được cho là vị sư này là tu có giấy chứng nhận của địa phương, là giấy chứng nhận xuất gia, có căn cứ công dân, cũng là người ở Gia Lai, thì mới được phép, cũng như là sự đồng ý của bố mẹ của sư Minh Tuệ, và cũng như là có cái sự công nhận của sư Minh Tuệ. Nhưng mà đó là do cái người này phát biểu thôi, còn sư Minh Tuệ thì vẫn chưa có thấy nói năng gì. Và không biết là đây là một cái kịch bản dựng sẵn để mà buổi tối ngày hôm qua để mà lên để mà thanh minh thanh nga hay không. Điều đó thì cần phải kiểm chứng lại. Và không biết là nếu như mà vị sư này cùng với một cái nhóm ekip mà có một cái gì đó, động thái gì đó, thì thật sự quá nguy hiểm, thưa quý ông bà và anh chị em. Mặc dù lên thanh minh thanh nga rồi, nhưng mà có lẽ những dĩ vãng đằng sau thì mọi người cũng có thể lên trên mạng và tìm kiếm và có thể hiểu được. Bởi vì hiện nay thì đối với người này thì mới chính thức gọi là xuất gia, được giáo hội Phật giáo công nhận. Còn những vị đệ tử kia lại không được.
mà trong đó có một vị sư gọi là sư huynh đệ là Minh Tạng, là rất là thân thiết với sư Minh Tuệ. Như trước đây khi sư Minh Tuệ chưa có nổi tiếng, chưa có ai biết đến, thì đối với vị sư Minh Tạng này cũng đã từng lặng lẽ theo chân của sư Minh Tuệ đi ra đi bộ hành ở ngoài Bắc. Thì những cái được các anh YouTuber đã quay lại thì chúng ta đã thấy rõ, mà không có cái vị sư gọi là Tệ Đức này. Nhưng mà hiện nay thì sư Minh Tạng cũng đã ẩn tu rồi, cũng như không còn xuất hiện và cũng không còn theo chân của sư Minh Tuệ. Nhưng không hiểu vì sao cái vị sư này lại vào ở nhà của sư Minh Tuệ, được cho là xưng con với bố luôn, được coi là con luôn. Thì bố mẹ của sư Minh Tuệ thì thấy là những người mà tu hành theo bước đường của sư Minh Tuệ thì cũng là nhận con. Thật sự nếu như những người này mà có một cái ý đồ gì đó thì điều này sẽ không mấy tốt lành gì cho đối với bố mẹ của sư Minh Tuệ. Mặc dù thì đã được sự đồng ý bố mẹ của sư Minh Tuệ cho ở, nhưng mà thật sự riêng mình thì có một cái cảm giác như là không mấy tốt lành gì cả. Theo như thông tin, cái lúc mà một đoàn người ở ngoài Huế mà khi mà đã đưa về Gia Lai thì tất cả mọi người kia đều tách hết, nhưng mà riêng có một cái vị sư này lại không có bị tách ra, cũng không có bị gây khó khăn gì, vẫn đưa về Gia Lai. Đó thì mọi người cứ suy ra, suy diễn ra, và mọi người sẽ tự tìm cho mình câu trả lời. Đó. Còn nếu như quý vị nào có câu trả lời hoặc có một cái suy nghĩ, cảm nghĩ gì thì đừng quên để lại lời bình luận dưới video này. Còn bây giờ thì tất cả quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy buông xả hết tất cả phiền muộn, hãy giữ cho thân tâm mình an lạc thanh tịnh, và hãy nhìn theo bước hành trì của sư Minh Tuệ, và chúc cho sư Minh Tuệ sớm đạt được viên mãn để mà cứu độ cho chúng sinh. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy video này chia sẻ hay và hữu ích thì đừng quên cho một like cũng như là chia sẻ video này cho tất cả người nhà cũng như là tất cả mọi người cùng xem, cùng theo dõi để lan tỏa sự yêu thương trong cuộc sống này. Xin cảm ơn.